Lê Nam rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả của Podcast Thanh Niên Nghe Nhanh 6 giờ. Chương trình hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý trong chuyển động 24 giờ qua. Nghe Nhanh 6 giờ được phát tại một podcast trên Thanh Niên Online và kênh YouTube Báo Thanh Niên lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Rất mong quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt thời lượng chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thủ tướng chỉ đạo bắt bằng được các ông trùm ma túy. Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành thông tư miễn đăng kiểm ô tô mới từ ngày 10 tháng 3. Bắt giữ khẩn cấp 2 lãnh đạo và 4 nhân viên trung tâm đăng kiểm 2913D. Khởi tố bắt tạm giam 2 cán bộ CDC Ninh Thuận liên quan đến vụ Việt Á. Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng diễn ra trang nghiêm sau hơn 3 năm gián đoạn do Covid. Trong chuyên mục Góc nhìn sáng nay, chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị thông tin đề xuất bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ ở thành phố Hồ Chí Minh, những ý kiến của người dân, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở chuyên mục Nước mạng sáng nay là cảnh báo giả con dấu, chữ ký giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 để kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi, cùng với những tin tức quốc tế trong chuyển động toàn cầu. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức đầu tiên của Nghe Nhanh 6 giờ. Thưa quý vị, hôm qua, ngày 10 tháng 3, tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bà Vũ Thu Hà, 51 tuổi, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dự kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phân công bà Vũ Thu Hà, phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội. Bà Vũ Thu Hà có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân sư phạm toán. Từ năm 2004 tới năm 2019, bà trải qua nhiều đơn vị công tác tại Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Từ tháng 4 năm 2019 đến nay, bà làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Tại buổi họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng. Trước đó, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chử Xuân Dũng về tội nhận hối lộ. Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh và 6 phó chủ tịch là ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Trọng Đông, ông Dương Đức Tuấn, ông Hà Minh Hải, ông Nguyễn Mạnh Quyền và bà Vũ Thu Hà. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 10 tháng 3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy. Hội nghị do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo khác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trên thế giới tại khu vực Đông Nam Á đang diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng chống ma túy của nước ta. Thủ tướng biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trong suốt thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, ngoài công tác tham mưu còn phải phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức tốt các công tác phòng chống tội phạm ma túy theo phương châm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt bằng được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hải tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác đăng kiểm phương tiện giao thông và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc diễn ra chiều ngày 8 tháng 3. Theo kết luận, trong khi giải quyết, xử lý những yếu kém của cơ quan quản lý nhà nước, phải tìm ra giải pháp tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước mắt cần khẩn trương huy động, điều phối nhân lực đăng kiểm viên, các cán bộ phục vụ ở các địa phương khác, tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp ca kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương sửa đổi thông tư số 16 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất. Nghiên cứu phương án kéo dài chu kỳ đăng kiểm với các phương tiện mới sử dụng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an toàn của phương tiện. Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu rà soát các vấn đề bất cập, vướng mắc để trình Chính phủ giải quyết ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định số 139, quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Về lâu dài, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Công an để xem xét phương thức tách bạch công tác quản lý và hoạt động dịch vụ công của các trung tâm đăng kiểm, quy hoạch hợp lý mạng lưới các cơ sở kiểm định chất lượng, tăng cường công tác đào tạo, quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ đăng kiểm viên, gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Bộ Công an trong quá trình xử lý các vi phạm không làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm, tiếp tục phân hóa các nhóm đối tượng để có phương thức đấu tranh phù hợp, đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ đăng kiểm được thực hiện liên tục. Tiếp theo là một thông tin khác cũng liên quan đến đăng kiểm. Thưa quý vị, trao đổi với báo Thanh Niên, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2913D tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai lãnh đạo, 4 đăng kiểm viên của trung tâm này để làm rõ hành vi nhận hối lộ. Trong số này, nghi phạm Đoàn Văn Hiếu là giám đốc trung tâm, nghi phạm Phạm Văn Tài là phó giám đốc, những người còn lại là đăng kiểm viên. Trước đó, Công an huyện Đông Anh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2913D và thu nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra. Bước đầu, Công an xác định các nghi phạm đã bàn bạc thống nhất nhận tiền của khách đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi phương tiện thông thường, kiểm định phương tiện trái quy định. Công an huyện Đông Anh cho hay, trên địa bàn có 2 trung tâm đăng kiểm và cả 2 đều có sai phạm, phải tạm đóng cửa để phục vụ điều tra. Vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Thuận thực hiện lệnh khám xét nơi ở, phòng làm việc và đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Dương Bá Thanh Dân, trưởng khoa dược vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, gọi tắt là CDC, tỉnh Ninh Thuận. Ông Nguyễn Đăng Đức, nhân viên khoa dược vật tư y tế của CDC tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên liên quan đến việc mua sắm vật tư y tế của công ty Việt Á, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết ông Dân và ông Đức có hành vi thông thầu với Việt Á để nâng giá trị vật tư y tế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Một cán bộ điều tra Công an tỉnh cho biết, sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can, Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Sau 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức lại với quy mô cấp thành phố với rất nhiều hoạt động tín ngưỡng văn hóa đặc sắc. Trong đó, lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một nghi lễ chính thức của lễ hội. Không chỉ mang ý nghĩa của một nghi thức Phật giáo, mà đây còn là dịp để người dân và du khách tỏ lòng hướng thiện. Từ sáng sớm ngày hôm qua, hàng vạn người dân và du khách đổ về sân chùa Quán Thế Âm để dự lễ rước tôn tượng Bồ Tát. Bên cạnh sự tham dự của chư tôn đức tăng ni, Phật tử, buổi lễ còn có sự góp mặt của các đoàn Phật giáo đến từ các nước như Thái Lan, Lào, v.v. để được hóa trang thành Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát đại diện cho sự từ bi trong Phật giáo. Các cô gái được ban tổ chức tuyển chọn kỹ càng và phải tập luyện hàng tháng trời trước đó. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023 còn có lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Chân Công Chúa, lễ tế xuân cầu quốc thái dân an. Bên cạnh đó thì còn có nghi thức đón nhận bằng chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho độc bản lá bồ đề mạ vàng 24K lớn nhất và độc bản 16 bức tranh sứ màu cẩn trên tường 4 tháp chùa Quán Thế Âm. Trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động diễn thuyết về giá trị ma nhai Ngũ Hành Sơn vừa được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ non nước, trình diễn khinh khí cầu, khai trương thư viện Vạn Hạnh với hơn 30.000 ấn phẩm liên quan đến Phật giáo. Quý vị vừa đến với các thông tin trong nước đáng chú ý. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Góc nhìn sáng nay. Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin đề xuất bỏ vòng xoay đường Nguyễn Bình Khiêm, Điện Biên Phủ thuộc quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh được người dân rất quan tâm. Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Ngọc Bảo ngụ ở quận Nhất cho biết. Cái vòng xoay này rất là kẹt. Ở ngoài kia đi thì nó nhanh, ở ngoài hàng xanh vô đi thì rất là nhanh rồi đó. Nhưng mà vô đây là nó bị cái dòng xoay này nè, nó mất cái tầm nhìn với lại xe, ví dụ như xe mà du lịch xe hơi nó đi, thay vì nó đi thẳng được nó không đi được, nó phải né vô vô đây nè, rồi nó ép cái xe ở dưới này lên nữa. Thành thử ra cái dòng xoay này nếu mà mình dẹp đi thì nó rất là ok. Trái ngược với ý kiến của ông Bảo thì một người dân khác đang trú tại quận Bình Thạnh chia sẻ. Cũng tiếc, thấy cũng tiếc đó, đang một cái biểu tượng hay vậy mà đang xây dựng vậy rồi bỏ đi thì nó cũng tiếc. Trong buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3, ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ có đặc thù nút giao rất rộng, nên nếu chuyển sang lắp đèn tín hiệu giao thông thì không đảm bảo phạm vi dừng chờ. Khi đó các phương tiện sẽ dừng chờ trên cầu Điện Biên Phủ. Đây là điều tối kỵ, gây ảnh hưởng đến chất lượng và kết cấu cầu. Nếu bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ, việc tổ chức lại giao thông kết nối với hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa rất khó vì khu vực này đang có hầm chui. Do đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang tiếp tục khảo sát và đánh giá lại tình hình giao thông tại khu vực. Trong đó, Sở sẽ xem xét việc tiết giảm lại bán kính vòng và nghiên cứu tổ chức phân luồng giao thông diện rộng quanh khu vực. Trả lời báo Thanh Niên sau buổi họp báo về lý do bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ là phạm điều tối kỵ, ông Ngô Hải Đường giải thích thêm. Nguyên tắc thiết kế cầu là để cho xe cộ lưu thông, đặc biệt hạn chế dừng đậu xe trên cầu để đảm bảo an toàn. Với cầu Điện Biên Phủ, đây là cây cầu được xây dựng từ rất lâu, vị trí cầu sát vòng xoay. Nếu bỏ vòng xoay để lắp đèn tín hiệu giao thông, với mật độ giao thông rất cao, tình trạng xe dừng đậu trên cầu sẽ rất phức tạp, dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Còn phòng PC08 đề nghị kéo dài giải phân cách trên đường Điện Biên Phủ, cả hai hướng, về phía vòng xoay nhằm hạn chế xe hai bánh đi ngược chiều và quay đầu trước vòng xoay. Cảnh sát giao thông TP.HCM kiến nghị nghiên cứu dỡ bỏ vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm, tổ chức giao thông cho các phương tiện đi theo đèn tín hiệu giao thông qua khu vực giao lộ. Ông Ngọc Bảo, trú tại quận Nhất, TP.HCM, đồng tình với kiến nghị của cảnh sát giao thông thành phố. Ông nói: kiến nghị là dẹp là ok, làm đèn tín hiệu rồi mình phân ra những cái con lươn ở đây thôi là ok. Thế không, tới đây là nó có thành một cái cổ chai này, thấy không? Yeah. Xe nào nó cũng ép về bên đây hết trơn. Buổi sáng á, thì bên đây nó kẹt nha, nhưng mà buổi chiều bên kia nó kẹt. Về vấn đề này, phòng PC08 cho biết văn bản này đã được gửi Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và các sở ngành để cùng phối hợp trong việc tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Sắp tới, cùng với vòng xoay Điện Biên Phủ, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức lại giao thông trên đường Nguyễn Bình Khiêm. Trong chuyên mục Lướt mạng sáng nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị thông tin về việc giả mạo con dấu chữ ký giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi. Cụ thể, bệnh viện này phát đi cảnh báo về việc phát hiện 2 trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu của bệnh viện trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp tiền từ thiện, ký kết hợp đồng lao động. Ngày 9 tháng 3, trên trang Facebook, tên tài khoản Hoàng Tê và một số hội nhóm có đăng và chia sẻ thông tin kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân kèm theo giấy chứng nhận có tên bệnh nhân Hoàng Quốc Thái bị ung thư, viêm não, tử vong. Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định không cấp giấy chứng nhận có số 1016 cho bệnh nhân Hoàng Quốc Thái. Còn vào ngày 9 tháng 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận công văn của Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM về việc xác minh hợp đồng lao động số 0136 ngày 5 tháng 4 năm 2017 đối với ông Trần Văn Thành, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1982. Qua kiểm tra hồ sơ, Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định hợp đồng lao động trên là giả mạo. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 đã trình báo công an địa phương sự việc trên. Qua đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin đến các phụ huynh và các nhà hảo tâm rằng bệnh viện chỉ có một kênh tiếp nhận đóng góp hỗ trợ bệnh nhân duy nhất là phòng công tác xã hội và không có bệnh nhân nào không được điều trị nếu không có khả năng chi trả. Ngoài ra, việc ký hợp đồng lao động phải qua phòng tổ chức cán bộ. Bệnh viện không liên kết hoặc ủy quyền cho bất cứ cá nhân, đơn vị nào trong các hoạt động nói trên. Sau đây, mời quý vị đến với điểm tin giải trí. Thưa quý vị, là nghệ sĩ K-pop nổi tiếng thế giới, Blackpink tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu to lớn bằng cách lập kỷ lục mà không phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào trong năm nay. Theo báo cáo kỷ lục Guinness Thế giới, các bài hát của Blackpink thu được hơn 8,8 tỷ lượt phát riêng lẻ trên nền tảng phát trực tuyến nhạc. Điều này giúp họ vượt qua Little Mix với hơn 400 triệu lượt phát. Theo cơ sở dữ liệu của Spotify, các bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất của Blackpink là How You Like That với hơn 746 triệu lượt nghe, Kill This Love với hơn 672 triệu lượt nghe và Do 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 với hơn 574 triệu lượt phát. Blackpink là nhóm nhạc nữ stream được nhiều nhất trên Spotify, hiện sở hữu 20 kỷ lục Guinness thế giới khác như nhóm nhạc có nhiều người đăng ký nhất trên YouTube, nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh và Mỹ. Gần đây, các cô gái của Blackpink đã lấn sân sang sự nghiệp solo của riêng mình. Các thành viên Rose, Jennie, Lisa và Jisoo đã đạt được cột mốc quan trọng khi thu hút lượng người theo dõi đáng kể trên khắp thế giới.
Tất cả 4 thành viên đều có ít nhất 66 triệu người theo dõi trên Instagram, trong khi tài khoản chung của nhóm đã đạt được 53 triệu người theo dõi. Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 3, Siwon bất ngờ thông báo với fan anh đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh nam ca sĩ selfie tại sân bay được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Giọng ca 8X mặc áo thun, quần jean đơn giản và đeo túi lớn. Anh đeo khẩu trang và kính đen che kín gương mặt nên không dễ bị phát hiện. Và hôm qua, hai thành viên Super Junior là Eunhyuk và Shin Dong cũng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Fan Việt Nam có mặt khá đông tại đây để chào đón bộ đôi thần tượng. Còn các thành viên còn lại của nhóm cũng đang dục dịch đến thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, ngày 11 tháng 3, chuẩn bị cho đêm diễn Super Junior World Tour Super Show 9 Rap in Hồ Chí Minh tổ chức vào tối nay ngày 11 tháng 3 tại sân vận động quân khu 7. Thưa quý vị, thông tin mở đầu chuyên mục chuyển động toàn cầu sáng nay là việc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Quốc hội Trung Quốc trong hôm qua đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Theo Reuters, việc bỏ phiếu diễn ra trong khoảng 1 giờ và quá trình kiểm phiếu điện tử kéo dài khoảng 15 phút. Ông Tập Cận Bình đã đắc cử chức Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3, được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Theo Tân Hoa Xã, lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước được tổ chức ngay sau đó tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình tuyên bố trung thành với Hiến pháp Trung Quốc. Tại Đại hội Đảng năm ngoái, ông Tập cũng tái đắc cử chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Chính hiệp, cơ quan tham vấn chính trị cao cấp nhất của nước này, cũng bầu chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Ủy viên Thường vụ Chính hiệp. Nguồn tin từ đài Channel News Asia, tại phiên tòa ở thủ đô Kuala Lumpur, cựu thủ tướng Malaysia Yassin đã bị các công tố viên cáo buộc tội lạm quyền và rửa tiền. Các cáo buộc được đưa ra sau khi giới chức trách điều tra ông Yassin vì liên quan nghi vấn sử dụng quỹ sáng kiến thúc đẩy kinh tế trong đại dịch COVID-19 sai mục đích. Tại phiên tòa, các công tố viên cáo buộc ông lạm dụng chức vụ thủ tướng để nhận hối lộ tổng cộng 232,5 triệu ringgit, khoảng 1.218 tỷ đồng cho đảng chính trị Persatu của ông. Khoản tiền này đến từ 3 công ty và một cá nhân Malaysia, được gửi từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 tới ngày 20 tháng 8 năm 2021. Ông Yassin còn bị cáo buộc hai tội danh rửa tiền. Các công tố viên cũng đã cáo buộc ông nhận tổng cộng 195 triệu ringgit từ khoản thu nhập trái phép của công ty Bukhari Equity SDN BHD và số tiền này cũng được gửi vào tài khoản của đảng Berastu. Theo công tố viên, các hoạt động nói trên diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 2 năm 2021 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, ông Yassin không nhận tội. Hiện ông đã được tại ngoại sau khi đóng 2 triệu ringgit và giao nộp hộ chiếu cho tòa án. Ông Yassin mô tả các cáo buộc nhắm vào ông là sự trả thù chính trị, khẳng định mình vô tội và sẽ đáp trả mọi cáo buộc trước tòa. Theo hãng thông tấn Panama, ông Yassin dự kiến xuất hiện tại tòa án Sa Alam vào ngày 13 tháng 3 tới. Tiếp theo là các thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Còn tại phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 28 độ, có nơi trên 28 độ. Còn tại phía Đông Bắc Bộ, hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 29 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết hôm nay có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên hôm nay thì trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ.
Cuối cùng là thời tiết tại khu vực Nam Bộ, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của Nghe Nhanh 6 giờ, Podcast Thanh Niên đã hết. Tê Nam và Cao Chí cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. 6 giờ sáng mỗi ngày là khung giờ quen thuộc của Nghe Nhanh 6 giờ trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng với kênh YouTube của Thanh Niên. Rất mong quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui.